đó là Trung Cộng lên tiếng ủng hộ đối tượng Iran tấn công Do Thái. Trung Đông coi như sắp bùng nổ thế chiến thứ ba, sau khi mà đối tượng Iran đe dọa sẽ tấn công vào lãnh thổ của Do Thái để mà trả đũa đòi nợ máu, thì lập tức Trung Cộng lên tiếng ủng hộ đối tượng Iran. Bộ Ngoại giao của Trung Cộng chính thức lên tiếng ủng hộ đối tượng Iran, bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của mình. Ngụ ý là Trung Cộng ủng hộ Iran coi như tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Trung Cộng là đốc suối, mày cứ đánh mạnh vào, có tao ủng hộ cho, khỏi lo gì hết. Bởi vì tao là cái ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an mà, cho nên tao với đối tượng Nga xâm lược là hai người có mặt trong thường trực của Hội đồng Bảo an. Mỹ, Anh và Pháp lên án thì lên án, nhưng mà có tao đứng ra tao bảo vệ. Và có đối tượng mà vấn đề là kêu bằng là Nga xâm lược hỗ trợ cho mày, cho nên mày đừng có lo về cái chuyện đó. Có tao ủng hộ cho nên mày khỏi lo gì hết. Tao sẽ cho Bộ Ngoại giao lên ủng hộ mày công khai, cho nên mày cứ đánh mạnh vào. Trung Cộng càng chăm dầu vô lửa, càng thúc cho Iran chiến tranh mạnh thêm. Nguyên nhân sâu xa là Trung Cộng muốn cho vùng Trung Đông loạn cào cào lên, càng loạn càng tốt, để mà Trung Cộng trục lợi. Iran quậy banh Trung Đông và kích cho thế chiến thứ ba xảy ra. Bởi vì khi mà kéo nguyên khối Trung Đông mà ăn hiếp Do Thái thì Mỹ phải nhảy vô để mà giúp đỡ Do Thái. Bởi Do Thái là đồng minh của mình, thì Trung Cộng sẽ ra quậy ở ngoài Biển Đông. Thậm chí Trung Cộng sẽ tìm cách để xâm lược Đài Loan cũng không chừng. Đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Cho nên quan trọng là đối tượng Iran có dám làm hay là không. Đối tượng Iran thì làm gì mà có phẩm giá để mà bảo vệ. Thủ lĩnh của quân Hamas tự nhiên đi pháp kích vào lãnh thổ của người ta một loạt, đánh lén người ta như vậy, thì bây giờ Do Thái trả đũa là đúng thôi. Cho nên Trung Cộng chỉ muốn là kích chiến tranh cho lớn mà thôi. Khối Cộng sản đang toàn lực cổ vũ cho đối tượng Iran để mà tấn công Do Thái. Nhưng mà quan trọng là có ai viện trợ gì cho đối tượng Iran không, và liệu Iran có vũ khí nguyên tử hay không để mà đụng tới Do Thái. Khi đụng tới Do Thái là có Mỹ nhảy vào, cho nên liệu Iran có cự nổi không. Vừa lên tiếng yêu cầu là Nga xâm lược hãy viện trợ cho mình coi như là S-300, S-400, nhưng mà Nga từ chối. Bây giờ Nga còn lo không xong cái thân của Nga nữa, ở đâu lo cho đối tượng Iran. Bây giờ Ukraine coi như phản công xong vào lãnh thổ, coi như là gần 1.000 km làm chủ được tình hình rồi, mà bây giờ bà đặt là viện trợ. Cho nên những cái nước mà xã hội chủ nghĩa và độc tài, quý vị thấy giả bộ ở bên ngoài là anh đồng chí đồ kêu tiêu lên vậy thôi, nhưng mà sự thật là không có gì. Sự thật là không có gì. Nói cho dữ lắm, nói cho hung hăng lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi là nó như vậy. Cho nên đốc Trung Cộng cũng xúi Nga đó. Nga cứ làm đi, có tôi ủng hộ cho. Xúi Nga. Cho nên Nga bị trúng bẫy rồi. Đối tượng Putin bây giờ là bị trúng bẫy rồi. Bây giờ coi như là Nga xa lại như vậy, thì Trung Cộng mới là tung hoành ở Biển Đông. Bây giờ Trung Cộng vẫn xúi Iran để mà đánh Do Thái. Do Thái mà có vấn đề là kêu bằng phản phá qua bên Iran, thì Iran thiệt thòi, Trung Cộng có giúp đỡ gì đâu. Cho nên xúi thôi chứ không dám làm. Trung Cộng thì xúi là hay, xúi cho Nga cứ việc tiếp tục xâm lược Ukraine, xúi Iran đánh sâu vào lãnh thổ của Do Thái, thậm chí là xúi cho nó càng mạnh càng tốt. Cho nên quân Nga xâm lược, Trung Cộng, Bắc Hàn và cả đảng Cộng sản Việt Cộng cũng đều ủng hộ cho Iran và xúi cho chiến tranh càng lớn càng tốt. Nhưng mà không có nước nào giúp đỡ, chỉ có ngồi xúi là giỏi thôi. Xã hội chủ nghĩa với nhau xúi làm gì? Quốc phòng của Việt Cộng bao nhiêu đó đem qua bên Iran hết cho bên Iran đi. Xúi Iran quách thì bây giờ Trung Cộng bỏ ra bao nhiêu tỷ đô la đi để mà thực phẩm đâu kia viện trợ ào ạt qua đi. Rồi vũ khí của Nga quên quen dữ lắm mà, thì đem hết vũ khí qua bên Iran đi. Dám không? Toàn là nói không, toàn là giám đốc chứ không dám làm. Xúi thì giỏi lắm, nhưng mà không dám làm gì. Những nước độc tài là nó như vậy, chỉ có giỏi là đứng xúi người ta thôi, chứ không dám làm. Xúi thì hay lắm, xúi thì giỏi lắm, mà không dám làm. Iran mà giả dột mà nghe lời của Trung Cộng thì coi chừng sẽ xa lầy, giống y như là quân Nga xâm lược bây giờ. Rốt cuộc là đâu có bắt lỗi được Trung Cộng. Trung Cộng cũng theo Iran cũng ủng hộ, giống như Trung Cộng là ủng hộ Nga đó. Nhưng mà bây giờ thế giới cấm vận Nga rồi, Trung Cộng có viện trợ được thực phẩm nào cho người dân Nga không? Khả năng cao là đối tượng Iran sẽ giả dột nghe lời khích tướng của Trung Cộng mà sẽ tấn công để lấy sĩ diện, vì bị áp lực quá lớn từ khối Cộng sản và độc tài. Bề ngoài thì Cộng sản nói là ủng hộ Iran, bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của mình, nhưng bên trong là họ gây áp lực thúc ép Iran phải đánh Do Thái, đánh cho càng mạnh càng tốt. Nếu mà không dám đánh thì coi như là Nga xâm lược, Trung Cộng, Bắc Hàn sẽ tung đòn để mà đâm sau lưng, thọc gãy bánh xe. Cho nên cứ xúi và gây áp lực đối tượng Iran. Iran thì bây giờ thấy rõ ràng Nga đang xa lầy, cho nên nghiến răng rèo rèo. Mày xúi tao mà mày không viện trợ gì cho tao đâu. Bây giờ tao chỉ có nổ với thế giới phương Tây thôi, chứ tao đâu có vũ khí nào mạnh như là Do Thái đâu. Mày thấy rõ ràng rồi. Tao đưa vũ khí cho đàn em của tao là Hezbollah, Houthi, cho quân Hamas để mà đánh lép Do Thái, mà mày thấy pháp vô bao nhiêu ngàn quả đều bị coi như là vòm cầu sắt của Do Thái. Tao nói đánh chặn hoàn toàn, không có gây thiệt hại gì cho Do Thái, mà rốt cuộc rồi là tao xây dựng người dân Palestine
là gần cả 20 năm, rốt cuộc bây giờ Do Thái qua coi như là quân Hamas tụi ta bây giờ rốt dưới hầm không, và người dân Palestine bây giờ người ta bất mãn vô cùng. Và ai cũng biết được là Hamas tấn công vào Do Thái là một điều sai lầm nghiêm trọng, và đổi lại là thủ lĩnh của Hamas bây giờ coi như là lên bàn thờ đỏ địa ngục. Cho nên ai đang biết, bởi vì ai đang là tầng suối đàn em của mình để mà đánh Do Thái mà, ai đang không ra mặt suối cho quân Hezbollah, quân Hamas, quân Houthi làm loạn, nhưng mà rốt cuộc có làm được cái gì Do Thái đâu. Rồi bây giờ bị Trung Cảm suối cũng vậy, Trung Cảm ngày xưa cũng là suối, người dân miền Bắc bắt cũ là phải đánh người dân miền Nam cho đến người miền Bắc cuối cùng mà, phải chống Mỹ cho tới người Việt Nam cuối cùng mà. Hãy chống đi, chống Mỹ mà Mỹ có tức giận mà làm sạch sẽ hết thì coi như là không còn người Việt Nam nữa, thì Trung Cảm mọi người kha 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 bắt đầu là đem người của Trung Cảm quá, đem dân tộc Hán quá, cho nên nói về suối là Trung Cảm bập thầy. 1 tỷ 400 triệu sao không giỏi gửi quân qua đi, 1 tỷ 400 triệu mà tăng kêu bằng là ngân sách quốc phòng lên, sao không đi qua bên Nga đi, sao không đưa quân đội qua bên Nga tiếp Nga đi, các vị thấy không, Nga đang thiếu quân trầm trọng kìa, cho nên nói thôi không dám làm gì. Xã hội chủ mục với nhau là vậy, giống như là thời Trung Cộng mà dạy cho Đảng Cộng sản Việt Cộng một bài học thì cũng y như vậy. Bắc Hàn cũng là nói thôi, chỉ có là Nga xâm lược tức là Liên Xô vào thời đó thì Lê Dũng đem 16 tấn vàng ra, cho nên bắt đầu là viện trợ vũ khí để mà cho Đảng Cộng sản Việt Cộng đánh Pol Pot. Nhưng mà cũng đâu có lợi Trung Cộng, bởi vì Trung Cộng là dân Á Đông mà, nói về thâm mưu xã hội thì Trung Cộng đứng đầu, cho nên Trung Cộng bắt tay với Mỹ. Cho nên Mỹ, Trung Cộng, Anh Quốc, Pháp Quốc đã lên án đồng loạt ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Cho nên lúc đó là Liên Xô tức là Nga xâm lược, bây giờ coi như là chơi vơi chỉ có một mình thôi. Cho nên đâu thể nào mà bảo kê được cho Đảng Cộng sản Việt Cộng. Cho nên khi mà ra cái tối hậu thư là yêu cầu bộ đội Cộng sản Việt Cộng phải rời đất Chùa Tháp trong 24 tiếng đồng hồ. Thì coi như là Nga xâm lược đã nói là thôi bây giờ Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc Trung Cộng cũng ngã về. Bởi vì Trung Cộng là thầy của Pol Pot mà. Cho nên Trung Cộng, Mỹ, Pháp, Anh gì cái điều hùa với nhau hết trơn rồi. Cho nên một mình anh tao cũng không làm được cái gì. Cho nên thôi bây giờ mày rút quân đi, quách nhiêu đó được rồi. Rốt cuộc rồi Cộng sản Việt Cộng rút quân về. Như vậy là từ năm 1979 cho tới năm 1989 kinh tế kiệt quệ, tốt người tốt của bên Đức, Campuchia đổ sông đổ biển hết. Một tấc đất cũng không lấy được của người ta. Chỉ có qua gom được ba cái vàng mà của Pol Pot nó dự trữ đó thì gom chở bằng trực thăng về thì có. Chở về cũng là gần cả tấc vàng ở bên Campuchia. Cho nên bây giờ Hun Sen rất là cay cú. Cho nên người dân ở đất Chùa Tháp người ta cay cú vô cùng. Người ta biết là bắt cụ là một cái mà vấn đề là kêu bằng là tham lam vô độ. Giả bộ đi qua giúp đỡ bạn làm nghĩa vụ quốc tế nhưng mà chở không biết bao nhiêu tấc vàng của người ta về. Cho nên Campuchia bây giờ mới là theo kinh tế mà tự do cho người dân phát triển, đâu có kiềm kẹp như là Đảng Cộng sản Việt Cộng. Cho người dân tha hồ buôn bán mà đâu có tìm cách mà kêu bằng đánh thuế rồi phá chợ rồi thành lập chợ mới này kia nọ đâu. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Cộng coi như là nghe suối không. Chống Mỹ cứu nước thì nghe lời của Trung Cộng suối để mà đem tuổi trẻ miền Bắc đi nướng vào miền Nam hết, để mà xâm lược miền Nam. Rồi khi mà cướp được miền Nam Việt Nam năm 75 thì bắt đầu là kêu bằng Trung Cộng suối Campuchia, suối Pol Pot lên Sari để mà gây hấn với Việt Cộng. Rồi Việt Cộng lại đi qua cầu cứu nghe. Cầu cứu nghe để mà kêu bằng đi qua để mà giải cho Pol Pot Len Sari một bài học. Rốt cuộc là giải xong rồi 10 năm sau thì Trung Cộng lại đứng về phe của Sihanouk. Mà Sihanouk là sao? Sihanouk là ủng hộ cho Pol Pot Len Sari. Và đi ra diễn đàn Liên Hiệp Quốc yêu cầu là phải bầu cử tự do. Bầu cử tự do thì đối tượng Hun Sen làm thủ tướng chính phủ. Nhưng mà người dân Campuchia không phục. Bởi vì đối tượng Hun Sen làm thủ tướng chính phủ mà cần phải có vua. Bởi vì đất Chùa Tháp là người ta tôn trọng vua. Cho nên tự nhiên mời Sihanouk về. Mà Sihanouk thì trong thời gian năm 79 mà kêu bằng là Việt Cộng giải cho Pol Pot một bài học hoặc là Trung Cộng giải cho Đảng Cộng sản một bài học thì lúc này là do ai đề nghị? Là do chính Sihanouk. Rốt cuộc đưa Sihanouk về nước thì rốt cuộc Sihanouk về nước nắm quyền cao nhất thì bắt đầu đem Hun Sen lên cũng là ngồi rỉ tai với Hun Sen, chỉ cho Hun Sen thấy những điều hại những điều lợi. Rốt cuộc Hun Sen cũng ngã về Trung Cộng. Khi vua Sihanouk qua đời băng hà thì truyền ngôi lại cho đứa con là Sihamoni. Sihamoni bây giờ là ngã về Trung Cộng 100%. Cho nên đất Chùa Tháp bây giờ người ta biết được lịch sử là bao nhiêu tấn vàng mà thời Pol Pot mà bắt đầu là tịch thu lính của Pol Pot còn. Những người mà coi cai quản Pol Pot giao cho giữ những cái kho vàng bạc người ta biết. Cho nên việc cầm qua là đuổi người ta ra là bắt đầu tịch thu hết. Khi mà Pol Pot bỏ chạy là những cái hầm vàng, những cái đồng hồ vàng bạc là trở về Việt Nam hết. Bởi vì vào cái thời của Pol Pot là không đeo vàng, không chợ búa, không vàng bạc, tất cả đều không hết mà đi vào công sản. Còn ở Việt Nam là Lê Dũng lúc đó là cũng hợp tác xã, tức là mua bán bằng tem phiếu. Còn ở bên Pol Pot thì làm mạnh hơn là công sản, tức là không có cái gì riêng tư hết. Không được nấu nướng ở nhà luôn. Cứ việc đi làm công xã rồi về trong cái bếp ăn đó là tự nấu nướng ở trong đó lại phát cho ăn. Phát một chén cháo gì đó để ăn. Tức là Pol Pot chủ trương là không cho người dân no, bởi vì người dân ăn no thì ngồi bắt đầu là dụng đầu châu mỏ với nhau thì bắt đầu là gây loạn. Cho nên buộc người dân phải đói để mà phải thuần phục chế độ. Vẫn cho ăn ở sanh con đẻ cá nhưng mà con vừa đẻ ra Pol Pot ẩm đi, Pol Pot đào tạo cho thành Khmer Đỏ. Người dân của Campuchia thời đó chỉ có biết là đẻ ra rồi trao con của mình cho Pol Pot, còn không trao là Pol Pot là coi như là giết hại, sát hại. Tao nói đói kinh khủng, bởi vì chính sách của Pol Pot mỗi một đầu người chỉ được 9 kg gạo cho một tháng. Thì quý vị thấy một con người mà 9 kg gạo mà bắt phải đi ra ngoài đồng làm liên tiếp như vậy. Làm để mà đem lúa gạo về để thẳng dư. Lúa gạo trong kho đầy ắp hết trơn nhưng mà người dân không được quyền lấy.
ai lấy là sẽ bị xử tử. Mặc dù làm ra của cải như vậy, tò mò sáng là phải đi ra ngoài đồng để mà đi làm, rồi trưa vô ăn cơm, rồi nghỉ trưa, rồi chiều lại đi ra làm nữa, tới chiều tối là vô tắm rửa là đi vô để mà ở. Cả một đất nước như vậy, những thành phố lớn, những người có học thức, những người mà buôn bán đồ kia là không còn buôn bán gì hết, tất cả đều đi ra cầm cuốc để mà cuốc đất, để mà làm lụng hết. Và cho những người nông dân ở nông thôn sẽ coi, và chỉ cho những người ở ngoài thành thị để mà cuốc đất, để mà trồng lúa. Khi mà bộ đội của Việt Cộng đi qua thì Pol Pot kéo cả dân chúng đi theo mình, nhưng mà đi vô trong rừng rồi thì đâu có làm gì cho người ta được đâu, đâu có nấu nước gì ở trong rừng được. Cho nên cứ việc thả liều cho người dân muốn đi đâu đi, có nhiều người lạc trong rừng rồi chết đói ở trong rừng, còn có nhiều người thì bò lại trở đi ra ngoài thành phố để về lại nhà của mình để mà sinh sống. Cho nên chế độ cộng sản ở đâu cũng vậy, cũng là gây tai họa cho người dân. Đảng cộng sản Việt Cộng cũng gây tai họa cho người dân, chỉ vì sĩ diện bài đặt lừa bịp người dân là đi làm nghĩa vụ quốc tế. Quốc tế cái gì? Quốc tế người ta lên án Anh nè, Pháp nè, Anh nè, Pháp nè, Mỹ nè, Trung Cộng nè, bốn nước là thành viên của thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào năm 78-79 đã lên án thẳng là Đảng Cộng sản Việt Cộng là quân xâm lược Campuchia. Nghĩa vụ quốc tế cái kiểu gì? Ai ủng hộ? Chỉ có Nga, tức là Liên Xô vào thời đó viện trợ, là bởi vì Lê Duẩn là cầu cứu. Bởi vì Trung Cộng đã viện trợ cho Pol Pot, là ta nói súng đạn là tận răng, ta nói nhiều vô số kể, có thể là áp đảo Đảng Cộng sản Việt Cộng luôn. Nhưng mà bởi vì dân số của Campuchia vào thời đó chỉ có dưới 5 triệu người, mà Pol Pot diệt chủng là gần 2 triệu người, chỉ còn có 3 triệu dân thôi. Cho nên quân đội và sư đoàn của Pol Pot không đủ mạnh. Chứ nếu mà quân Pol Pot mà bằng tương đương, hoặc là dân số mà bằng với Việt Nam vào thời điểm năm 79 là khoảng 50 triệu dân, thì coi như là cục diện nó khác. Bây giờ dân của đất Chùa Tháp sinh sôi đẻ nở là khoảng 20 triệu dân, nhưng mà ở tại Việt Nam năm 79 từ 50 triệu dân cho tới bây giờ là đã lên tới 100 triệu dân rồi. Đã lên tới 100 triệu dân bây giờ. Cho nên nó trên lọt như vậy. Ở trong nước thì lừa đảo là làm nghĩa vụ quốc tế, nhưng mà rốt cuộc đem con dân của mình đi ra để mà làm bia thịt ở bên đất Chùa Tháp. Rồi đi qua tới đất Chùa Tháp thì Pol Pot bắt đầu là phát những cái loa bằng tiếng Việt Nam để mà kêu gọi là phải đào ngũ, phải trốn. Cho nên một số người đi qua chiến trường Campuchia rồi bỏ trốn, đi qua biên giới Thái Lan để mà xin tị nạn chính trị, tức là không cầm súng để đánh lại Pol Pot. Trước đó thì Pol Pot rất là hung hăng, hãy mà gặp bộ đội cộng sản Việt Cộng là coi như là họ không có điều đình, không có bắt trao đổi tù binh, mà phải là hành quyết tại chỗ luôn. Nhưng mà sau này, sau khi mà kêu gọi thì coi như là Pol Pot cũng không tận dụng những người này, cho nên cố tình chỉ đường để mà đi qua bên Thái Lan để xin tị nạn chính trị. Cho nên mới là có cái tình trạng mà đào ngũ rất là nhiều. Rốt cuộc rồi 10 năm ở trong nước thì ăn bo bo, đói. Bao nhiêu tiền của dồn qua bên đất Chùa Tháp. Rốt cuộc qua bên Chùa Tháp rồi 10 năm không làm được tích sự gì hết. Thế giới lên án và kêu phải rút về để cho Liên Hiệp Quốc vào giám sát bầu cử tự do. Bầu cử tự do thì cũng là Hun Sen là thắng cử. Rồi Hun Sen thắng cử cũng cho nhiều đảng phái ra, nhưng mà đảng phái ra thì chỉ là trá hình. Tức là những người của Hun Sen là giả bộ ra đảng A, đảng B, đảng C để cho có tự do dân chủ, có đa đảng thôi, nhưng mà toàn là người như vậy không. Còn những người nào mà đối lập là Hun Sen coi như là hạ bệ liền. Thế mà ông Sen Samri hay là ông nào mà không đứng về cái phe mà của đảng Hun Sen là coi như là bị thất cử, hoặc là thấy dân chúng mà ủng hộ nhiều quá thì tìm cách là bắt bớ. Vậy thôi. Bây giờ ở bên đất Chùa Tháp vẫn còn là Pol Pot, tức là đạo quân của Pol Pot bây giờ tiền thân vẫn còn, nhưng mà bây giờ là những cái mà thành phần này là bây giờ là coi như bảo vệ hoàng gia, là quân đội của hoàng gia Campuchia. Chứ đừng có nghĩ là chế độ Pol Pot nha, chỉ có Pol Pot là lên án thôi. Nhưng mà thời Pol Pot già trẻ bé lớn đều được là huấn luyện hết. Cho nên bây giờ là coi như là khi mà hoàng gia mà Sinhamoni được lên ngôi rồi, thì bây giờ những cái người quân mà đạo quân của Pol Pot vẫn còn. Những người mà từng đi theo Pol Pot là 10 tuổi, bây giờ cũng là 40 tuổi, 50 tuổi rồi. Và người ta cũng kể lại cho con cháu người ta nghe. Cho nên tuổi trẻ bên Campuchia bây giờ nó rất là ghét đảng Cộng sản Việt Cộng. Bởi vì nó biết đảng Cộng sản Việt Cộng không có mà tốt làm gì, không có mà giúp đỡ người dân Campuchia. Mà sự thật đi qua bên đất Chùa Tháp là chỉ có lấy vàng, cướp vàng. Bởi vì người ta nói là chính chế độ Pol Pot là do Việt Cộng đào tạo. Tà Móc, năm bộ trưởng Bộ Quốc phòng là do Đảng Cộng sản Việt Cộng đào tạo. Pol Pot, Len Sari cũng là đi qua để mà Đảng Cộng sản Việt Cộng đào tạo. Cũng là Cộng sản. Khmer Đỏ đó. Khmer Đỏ tiền thân vẫn là Cộng sản. Nhưng mà Pol Pot muốn làm Cộng sản khác với Việt Cộng, khác với Trung Cộng, khác với Bắc Hàn. Làm Cộng sản theo cái mô hình là trở về nguyên thủy của người Khmer. Tức là không có chùa chiền, không có trường học, không có chợ búa, không có riêng tư, tất cả đều là công xã theo cái mô hình của Pol Pot là như vậy. Và tất cả con cái là đều phục vụ cho chế độ Pol Pot. Nó như vậy. Cho nên khi mà Pol Pot lên mà đã ngã về Trung Cộng, thì Pol Pot thanh trừng thẳng tay những đối tượng nào mà là lính ở trong Pol Pot là của Cộng sản, mà đi theo Cộng sản Việt Cộng, có cái tính cách mà thân với Việt Cộng là bị thanh trừng hết. Cũng giống như là phe thân Trung Cộng bây giờ đang tìm cách thanh trừng phe thân Nga vậy đó. Thời của Lê Dũng là phe thân Nga nắm đại quyền thì tìm cách thanh trừng phe Trung Cộng, khiến cho đối tượng nào cấp cao của Việt Cộng phải chạy qua bên Trung Cộng để mà ở bên đó, để mà trốn ở bên đó. Cho nên Lê Dũng phát động lên những cái tù cải lương là Thái Hậu Dương Văn Nghe, Tiến Trắc Mê Linh đồ kia đó, là muốn lên án những đối tượng mà theo Trung Cộng. Bắt đầu nó mới là lên Lê Chiêu Thống,
Trần Thủ Độ được kêu ông đưa lên cái tù cải lương là theo Trung Cộng để mà bán nước.